Các chuyên gia cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng thường có thời gian khai thác dài hơi hơn so với các bất động sản khác. Đặc biệt, khi các chủ đầu tư biết cách khai thác bền vững, thì bất động sản nghỉ dưỡng luôn tạo ra những lợi nhuận vượt trội. Chưa kể bản thân bất động sản đó cũng tăng trưởng về mặt giá trị. Nắm bắt được những lợi thế này, các nhà đầu tư lớn không ngại rót tiền vào bất động sản nghỉ dưỡng. Tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Đồng Tiền Thông Minh số kỳ này, và chúng tôi vẫn đang trò chuyện với hai vị khách mời của chương trình, đó là anh Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, và anh Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi Á Châu về lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Thưa anh Châu, chúng ta tiếp tục cái câu trò chuyện ban nãy, thì chúng ta thấy rằng là bất động sản nghỉ dưỡng hiện tại có phải là một cái phân khúc mà có một cái sức bật mạnh mẽ nhất hay không? Và nếu như vậy thì khi mà thị trường nó nóng lên á, thì liệu rằng là so sánh với lại các phân khúc bất động sản khác, nó sẽ có những cái rủi ro cao hơn không? Đây là một câu hỏi khó. Và đây cũng là một cái nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đều phải cân nhắc tính toán rất kỹ. Bởi vì chúng ta thấy rằng đúng là có những nhà đầu tư phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng á, là đi trước để đón đầu cái thị trường du lịch của trong nước và quốc tế. Thì chúng ta cũng thấy rằng có những nhà đầu tư thì thành công, có những cái địa danh của đất nước chúng ta tiếp tục được bổ sung vô trong bản đồ du lịch của đất nước, và có những cái khu vực thì thu hút khách du lịch rất là lớn, nhưng mà cũng có những khu vực thì khách du lịch chưa nhiều. Cho nên đó là những cái thách thức cho các bạn mà đầu tư vào trong cái bất động sản nghỉ dưỡng. Cho nên chúng tôi thấy rằng về mặt tiềm năng phát triển du lịch của Việt Nam nói chung và ở nhiều tỉnh thành là đang rất là lớn. Tuy nhiên đòi hỏi chúng ta phải có những nhà đầu tư để đưa ra được nhiều loại hình sản phẩm phục vụ cho cái nhu cầu đa dạng khách du lịch. Nếu như mà biết cách khai thác đó, thì bất động sản nghỉ dưỡng có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà đầu tư so với lại các phân khúc bất động sản thông thường khác, thì anh có cho là như vậy không? Cái yếu tố cốt lõi của cái chuyện mà bất động sản nghỉ dưỡng đó thì cũng có hai giá trị. Giá trị thứ nhất là về giá trị khai thác bất động sản đó, ví dụ như là cho thuê thông qua đơn vị quản lý, hoặc bản thân mình tự cho thuê cũng có thể được. Yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố giá trị gia tăng theo thời gian. Thực sự ra đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thị trường mà về các cái địa danh nổi tiếng đó, thì như chúng tôi quan sát trong thời gian mà ở ngoài Mũi Né Phan Thiết đó, thì cái lượng khách ổn định hàng năm thì không nói, nhưng mà vào những dịp lễ hoặc là những cái kỳ nghỉ của các cái nước ngoài rồi họ vào Việt Nam mình đó, thì cái lượng nhu cầu đó, họ tăng lên rất là cao. Thì tốc độ mà khi mà rất là nhiều người mà khách, cái lượt khách họ đến rất là nhiều đó, thì cái hoặc là cái địa danh đó bắt đầu là thu hút được nhiều khách đến nghỉ dưỡng đó, thì nó sẽ làm cho giá trị gia tăng lên rất là cao hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái tính ổn định của cái chuyện đó nó sẽ cao. Trong khi đó, nếu một cái bất động sản thông thường đó thì rằng là cái yếu tố về giá trị gia tăng đó thì tôi cho rằng là nó không có đột biến theo cái cách như vậy được. Vâng. Thì nó chỉ có một số cái cục bộ nào đó thôi, chứ còn trên bình diện chung, trên một cái địa danh cùng một cái khu vực thì cũng không có thể. Tuy nhiên là bất động sản nghỉ dưỡng thì sẽ tăng đều ở tất cả. Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi cuối nữa thôi thưa anh Châu, bởi vì là hiện giờ đó thì các phân khúc khác của thị trường bất động sản nói chung đó cũng phát triển rất là nóng. Như vậy thì với thực tế hiện tại thì chúng ta có thể khẳng định được chưa rằng là cái phân khúc mà bất động sản nghỉ dưỡng là một cái phân khúc sẽ phát triển mạnh mẽ hơn cả? Tôi có niềm tin vào cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, mà cái niềm tin đặt trên cơ sở là đã có rất nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Vâng. Với rất nhiều dự án cao cấp. Như ở đây thì chúng ta lại hôm nay thảo luận một cái phân khúc, một cái ngách của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đó là cái phân khúc mà nhà phố có cái giá trung bình để phục vụ cho những người mà những nhà đầu tư tầm trung, và nó cũng đáp ứng được nhu cầu của những hộ gia đình người ta đi du lịch nghỉ dưỡng, người ta muốn thuê hẳn một cái nhà để người ta độc lập tự do ở trong căn nhà đó. Thành ra chúng tôi có một cái niềm tin vào cái thị trường du lịch của Việt Nam, chắc chắn nó sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng những nhà đầu tư vào cái phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng mà doanh nghiệp mà đi tiên phong làm cái ngách của thị trường là cái nhà tầm trung, nhà nghỉ dưỡng tầm trung như thế này của Danh Khôi chắc chắn sẽ thành công. Bởi vì là chúng ta cứ nhìn lại ở Việt Nam thì có thể nói 85%
người dân Việt Nam chúng ta là có thu nhập ở mức độ trung bình và trung bình thấp. Như vậy thì người ta rất cần những cái sản phẩm du lịch là vừa túi tiền, nên chúng tôi thấy cái này là một cái đáp ứng cái nhu cầu. Bất động sản nghỉ dưỡng loại tầm trung này nó đáp ứng được cái nhu cầu của những cái đoàn đông như thế, cho nên chúng tôi nghĩ rằng về mặt tương lai cái thị trường du lịch của Việt Nam sẽ phát triển rất mạnh, kéo theo đó là các cái nguồn cung các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng nó cũng sẽ tăng theo, đồng thời nó sẽ kéo theo những nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp, đó là những người mà khởi nghiệp bằng việc đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, và nhất là giới trẻ nếu mà chọn cái bất động sản nghỉ dưỡng tầm trung, đó cũng là một cái hướng đầu tư thông minh. Vâng, cảm ơn anh Châu và anh Lâm rất nhiều, và cũng một lần nữa cũng rất là chia sẻ những cái thông tin mà anh Châu và anh Lâm đã mang đến với chương trình, và cũng chúc anh Lê Hoàng Châu và anh Phạm Lâm thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong tương lai. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới trò chuyện với hai vị khách mời, đó là anh Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, và anh Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi Á Châu về lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Và để xem lại chương trình thì quý vị có thể vào truy cập vào trang web của FBNC hoặc vào hệ thống YouTube FBNC Việt Nam. Đến đây thì chương trình Đồng tiền thông minh cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và Tú Trinh sẽ hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.